Chúng ta thấy một điều rằng là người ta có mỗi một cái đảng á, họ có một cái ước ao, họ có một cái mục đích, họ có một cái lý tưởng. Có những người thì họ có lý tưởng cho dân tộc, nhưng có người thì họ chỉ có lý tưởng cho cái đảng phái. Và cái điều đó nó nói về một cái góc độ thì cái lý tưởng của họ vẫn là lý tưởng. Nếu như không phải là lý tưởng thì họ không theo đuổi, phải không ạ? Kể cả những người có họ đi sai nhưng mà họ vẫn có cái lý tưởng sai của họ. Thí dụ những người trộm cướp, họ vẫn có lý tưởng của họ. Những người đảng phái băng nhóm, họ cũng có cái lý tưởng của họ. Chúng ta đã từng xem qua những cái bộ phim về xã hội thì chúng ta thấy rằng là những người xã hội đen họ vẫn có cái lý tưởng của họ. Họ có cái mục tiêu của họ để họ làm sao họ có thể đạt tới. Thế thì tôi xin hỏi anh chị em rằng chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta là người hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta có lý tưởng, có mục tiêu để chúng ta vươn tới hay không? Đa phần thì chúng ta có một cái mục tiêu chung, nhưng mà cũng có những người có mục tiêu chung chung. Cái mục tiêu chung chung là mục tiêu không biết mình mục tiêu gì. Tôi cũng yêu Chúa, tôi cũng hầu việc Chúa, nhưng mà chúng ta không có một cái mục tiêu để chúng ta có thể phấn đấu. Và vô hình chung thì chúng ta cũng hầu việc Chúa, cũng làm công việc Chúa, nhưng mà đa phần là gì? Kinh Thánh gọi là gì? Chạy bá vơ và đánh gió. Đánh gió là đánh không không, nó không có trúng vào cái mục tiêu. Chúng ta cảm ơn Chúa là năm vừa rồi thì hầu thánh của Chúa có được Chúa dấy lên một siêu trung băng lâm để thành lập cái trung tâm giải cứu. Đó chính là cái mục tiêu của Chúa gọi một siêu trung băng lâm. Và hội thánh của Chúa cần có cái trung tâm đó để có thể giúp đỡ cho những anh chị em, có những người họ cần được sự giải cứu cả về tà linh, cả về những sự nghiện ngập. Đó là mục tiêu. Và nhưng mà những người bước vào trong cái trung tâm này cũng phải có cái mục tiêu để phấn đấu. Nếu không có mục tiêu thì chúng ta cảm thấy nó như là một cái tù giam lỏng vậy. Và cảm thấy bức bối và mình nghĩ rằng là gì? Mình ở đây bị khống chế, bị đè nén, mà cuối cùng chúng ta lại dùng vùng dậy và không đạt đến cái mục tiêu của mình. Cũng giống như người hầu việc Chúa vậy. Có những người hầu việc Chúa họ có cái mục tiêu, và hoặc là chúng ta có mục tiêu chung để chúng ta có thể nhắm đến đạt được. Nhưng mà có những người thì người cái mục tiêu nó không phải là việc mở rộng hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng mục tiêu đó là muốn tạo cái sự ảnh hưởng cho chính mình để nhằm làm cho mình được nổi danh hơn là chính Chúa nổi danh. Và cái mục tiêu đó đối với Đức Chúa Trời lại là mục tiêu sai, cho dẫu rằng đối với người đó mục tiêu là đúng đối với người đó, nhưng đối với Chúa và đối với thân thể chung đó là cái mục tiêu sai. Buổi sáng hôm nay tôi cậy ơn của Chúa để chia sẻ một bài chia sẻ đầu năm, để mong rằng tôi và chị em sẽ nhắm cái mục tiêu để chúng ta có thể đạt tới. Ngày mai thì chúng ta sẽ được một tôi tớ Chúa, mục sư Paradis, là người rất là có ơn trong lĩnh vực giảng dạy cũng như là tiên tri và sự chữa lành. Ngày mai ông sẽ giảng cho hội thánh của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau mở lời Chúa ở trong sách Philip chương 4 câu 13. Xin lỗi, đoạn 3 câu 14. Philip đoạn 3 câu 14. Chúng ta tập trung với nhau câu kinh thánh này. Rồi xin thánh chúng ta nhìn lên trên máy và chúng ta đọc. Xin bắt đầu. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lưỡng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu. Chúng ta đọc lại lần thứ hai. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lưỡng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, vượt giải về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Chúng ta là người hầu việc Chúa, chắc chắn rằng đây là một câu mà anh chị em rất là khao khát, cũng như là chúng ta làm kim chỉ nam cho hành động của mình giống như Phaolô. Tôi đừng từng được Chúa Ngài bắt phục qua câu kinh thánh này. Đôi khi trước đây khi tôi chuẩn bị, tôi bước vào hầu việc Chúa đó, thì tôi bị giằng co giữa hầu việc Chúa trọn thời gian hay là đi làm. Và tôi ở trong cái trạng thái nó bị giằng co như vậy. Một mặt thì muốn đi hầu việc Chúa, một mặt thì muốn đi làm. Và nếu đi hầu việc Chúa thì lại không có tiền, mà đi làm thì có tiền mà lại không hầu việc Chúa. Và tôi bị giằng co ở chỗ đó. Ở đây chúng ta thấy là nếu như chúng ta được gọi, thì tôi khích lệ anh chị em một điều rằng, nếu đã xác định được Chúa gọi thì chúng ta phải xác định được cái mục tiêu để chúng ta có thể bước đi. Chúng ta xác định được sự kêu gọi để chúng ta phải trao dồi cho cái điều mà chúng ta được kêu gọi. Nếu chúng ta hầu việc Chúa mà chúng ta không có sự trao dồi, thì anh chị em và tôi, chúng ta hầu việc Chúa trong cái sự nửa vời. Chúng ta không có sự sắc bén, chúng ta không có sự nhạy bén. Nếu chúng ta cầm kinh thánh mà chúng ta không có biết kinh thánh như thế nào, thì chúng ta sẽ dễ bị dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Gần đây chúng ta thấy hội thánh, gọi là hội thánh Đức Chúa Trời toàn năng, họ là tà giáo nhưng mà họ lại dùng những cái mạng xã hội một cách rất là tinh vi. Họ trao dồi, trao chuốt tất cả những cái hình ảnh, những câu chữ để lôi kéo, đánh lạc hướng người ta. Thay vì tập trung vào Chúa Giêsu Christ thì bây giờ tập trung vào Chúa Giêsu của họ, là Chúa Giêsu đã giáng thế và nhập thể trong một con người tên là Dương Hướng Bân, nhưng mà người ta vẫn tin, anh chị em thấy không? Và cái hội của nó rất lớn. Một cái hội nữa gọi là hội Đức Chúa Trời Mẹ, gọi là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Ngài đã giáng thế, Ngài đã tái lâm qua cái con người tên là An Sang Hồng, nhưng mà người ta vẫn tin. Tại sao? Bởi vì người ta không có nền của Kinh Thánh một cách chắc chắn. Kinh Thánh nói như thế này: chẳng có sự cứu rỗi trong thánh nào khác, bây giờ dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Và người ta nói như thế này: ủa, họ tà giáo tại sao họ giàu vậy? Họ tà giáo tại sao họ tiền nhiều vậy? Xin lỗi ông bà chị em, Kinh Thánh Chúa Giêsu nói là gì? Đừng làm tôi hai chủ, vì ghét người này yêu người kia, hoặc trọng người này khinh người kia. Các người không thể làm tôi Đức Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Ma môn, ma quỷ là kẻ, là chúa của đời này. Nó đã lấy được cái hợp đồng với Adam Eva, và nó có quyền để nó trao cho người ta. Nó từng cám dỗ Chúa Giêsu nói như thế nào: hãy quỳ xuống cho ta đi thì ta sẽ cho người mọi nước trong thế gian, bởi vì đã được giao cho ta. Như vậy nó có quyền để nó giao, nó có quyền để nó cho tiền bạc, cho tài chánh. Nếu việc hầu việc Chúa chúng ta mà tập chú vào vấn đề tiền và quyền thì chúng ta sập bẫy ngay. Nhưng nếu hầu việc Chúa tập chú vào Chúa Giêsu, tập chú vào sự giải cứu, tập chú vào sự cứu rỗi, tập chú vào cứu người và mở mang hội thánh, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái điều mà chúng ta hầu việc Chúa nó sẽ đi đúng đắn. Có những người hầu việc Chúa nói rằng: ủa, tại sao tôi hầu việc Chúa mà tôi cứ khó khăn hoài vậy? Hãy nhìn lại đời sống của Phaolô. Ông hầu việc Chúa, ông cũng vợ ở trong sự khó khăn, ông vẫn đang nhận cái sự tiếp trợ, nhận sự dâng hiến của hội thánh của Chúa tại Philip. Nhưng mà ông nói gì ở trong đoạn 4 câu 19: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Jesus Christ. Ông là người đang nhận tiền, ông là người đang nhận sự tiếp trợ, nhưng ông nói Đức Chúa Trời của tôi làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em. Vì ông biết rằng sự giàu có của Đức Trời nó khác với sự giàu có của thế gian. Sự giàu có của Đức Trời không phải là chúng ta làm tôi tiền bạc, nhưng sự giàu có Đức Trời đó là chúng ta đầu phục và trông cậy Chúa một cách chắc chắn trong cuộc đời của mình. Amen. Có một số người nói như vậy: đừng bao giờ cầu nguyện bài cầu nguyện chung nữa, bởi vì cầu nguyện chung, càng cầu nguyện chung thì cứ càng nghèo. Tại vì trong bài cầu nguyện chung là gì? Cầu xin cho con đồ ăn đủ ngày, cho nên đủ ngày không, cho nên nó cứ nghèo hoài à. Chứ không quyết định là gì? Bỏ cái bài cầu nguyện chung, không cầu nguyện chung nữa. Bởi vì cầu nguyện chung, càng cầu nguyện thì càng kèo. Cho nên có người đổi qua là gì? Không cầu nguyện xin đủ ngày mà cầu nguyện xin đủ tháng. Có người thì không cầu nguyện xin đủ tháng, cầu nguyện xin đủ năm. À, xin cho con đồ ăn đủ tháng. Bây giờ tôi xin hỏi chị em, theo anh chị em thì xin đủ ngày, đủ tháng, đủ năm thì cái nào là khôn ngoan ạ? Ủa, tại sao đủ ngày mà khôn ngoan?
Giả sử như tôi nhu cầu của tôi một tháng là 3 triệu thì tôi chỉ được 3 triệu, phải không ạ? Tôi chỉ được mang cho 3 triệu thôi. Và 3 triệu đó mỗi ngày tôi 100 ngàn, tôi cứ chưa đều ra 100 ngàn. Nhưng mà đủ ngày thì có ngày á, thì tôi có nhu cầu 100 ngàn. Có ngày tôi kiêng ăn cầu nguyện, không có nhu cầu đồng nào hết. Nhưng có ngày tôi tiếp khách, có ngày tôi mua sách, có ngày tôi có nhu cầu tới 2, 3 triệu, 5 triệu thì sao ạ? Như vậy đủ ngày hơn là đủ tháng không? Khi chúng ta tin cậy, chúng ta tin vào trong sự đủ ngày của Chúa, đó là chúng ta tin cậy vào trong tiếp trợ, sự quan phòng của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nương cậy nơi chính Ngài hoàn toàn. David nói rằng tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ hay là cứu giúp của tôi đến từ nơi Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Tin cậy nơi Chúa là chúng ta đi bất cứ ở đâu vẫn có sự tiếp trợ. Kể cả như Eli chạy trốn Giê-sa-ben vào trong đồng vắng, tại đó vẫn có sự tiếp trợ của Chúa. Đó là điều mà tôi và chị em được ở trong cái sự thể trị hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tập trú vào chính Ngài và hầu việc Đức Chúa Trời của chúng ta. Trở lại Philip đoạn 3 câu 14, Phaolô nói rằng tôi cứ làm một điều. Có phải cuộc đời của ông có một điều không ạ? Nhiều điều lắm. Cuộc đời của Phaolô rất nhiều điều. Phaolô nào là làm giáo sư nè, Phaolô làm mục sư nè, Phaolô làm sứ đồ, Phaolô làm thầy giảng Tin Lành nè. Nhưng ông nói sao ạ? Tôi chỉ làm một điều thôi. Bởi vì sao? Cái điều này là điều quan trọng nhất, nó là trọng tâm. Nó là mục tiêu của tôi. Nó là tất cả những gì của tôi. Nó là những cái điều khao khát nhất của tôi. Nó là cả cuộc sống của tôi. Nhưng mà những điều khác chúng ta vẫn làm, phải không ạ? Chúng ta vẫn đi làm chứng, chúng ta vẫn cầu nguyện giải cứu, chúng ta vẫn cầu nguyện chữa lành. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó đều tập trú cho một vấn đề mà thôi. Sứ đồ Phaolô nói tôi cứ làm một điều. Kinh Thánh có nói nhiều điều, nhiều xin lỗi, Kinh Thánh có nói nhiều lần về một điều. Thí dụ, chúng ta thấy một ngày kia, ở trong có một người nhà giàu, một cha trẻ giàu có đến nói với Chúa: thưa Thầy, nhân lành làm sao tôi được sống đây đấy? Và Chúa nói là ngươi phải làm cái này 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 này. Thì cái người giàu, người cha trẻ giàu này nói như thế nào ạ? Thưa Thầy, mấy cái chuyện này tôi làm từ lúc còn bé. Tôi rất là trung tín, tôi làm rất là cẩn mật từ lúc còn bé. Chúa nói bây giờ con ngươi trở về nhà đi, ngươi bán hết gia tài của ngươi phân phát cho người nghèo, rồi ngươi trở lại đây thì ngươi nhận được cái của báu ở trên trời. Và Chúa nói là ngươi thiếu con điều một thôi. Có phải vì cớ người này về bán gia tài để phát cho người nghèo thì người này được cứu không? Không. Công việc sự cứu rỗi nó không phải là công việc của việc làm. Sự cứu rỗi là nhờ ơn điển bởi đức tin để chúng ta được cứu. Và được cứu rồi thì chúng ta làm việc lành trong Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta đang làm theo. Cho nên cái người này thiếu một điều. Chúa Jesus nói ngươi thiếu một điều, dù ngươi có tất cả nhưng ngươi thiếu một điều. Chúa đã từng trách hội thánh khi mà Ngài gửi thư cho hội thánh Smyrna ở trong câu số 2, xin lỗi câu số 9 ghi như vậy: ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng. Hội thánh Smyrna là một hội thánh rất giàu có. Nhưng mà Chúa nói ta thấy ngươi nghèo khổ. Cái sự giàu có của ngươi lại là cái điều mà ta nhìn thấy nó là nghèo khổ. Nếu chúng ta giàu có trong thuộc thể mà chúng ta không giàu có trong Đức Chúa Trời thì cái sự giàu có đó đối với Chúa là không có giá trị. Tại vì sao? Tất cả dành cho lửa. Nhưng mà chúng ta giàu có trong thuộc thể mà chúng ta giàu có trong Đức Chúa Trời nữa thì cái sự giàu có nó sẽ giúp cho tôi và anh chị em là những người có thể chuyển tất cả những cái tài sản của mình vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, để khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài nói như thế nào? Ta định mau chóng đem phần thưởng theo với ta để trả cho mọi người tùy theo công việc của họ làm. Khi chúng ta dâng hiến cho nhà của Chúa, đó là chúng ta đang chuyển tài sản của Chúa cho chúng ta. Chúa Giêsu nói là người chứa của cải vào ở dưới đất thì sao ạ? Bị sâu mối ten rét, nhưng mà chứa của cải trên trời thì sẽ không có sâu mối ten rét hay là cái trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.
Cho nên người trai trẻ này thiếu một điều. Người trai trẻ này thiếu cái điều ở trên cao. Người trai trẻ này có tất cả những điều ở dưới đất, nhưng lại thiếu một điều ở trên cao, đó là sự cứu rỗi. Cho nên khi Chúa Giê-xu nói điều này thì người trai trẻ này buồn bã lắm và trở về. Rất là buồn bã. Bởi vì sợ Kinh Thánh ghi là gì? Người này giàu lắm. Một lần khác thì Chúa Giê-xu vào nhà của Simon, tại đó Ngài giảng. Mary và Ma-thê có mặt ở đó. Mary thì ngồi nghe Chúa giảng, còn Ma-thê thì phục vụ. Như vậy cái sự phục vụ của Ma-thê đó không được Chúa Ngài khen lúc bấy giờ. Ma-thê mới nói rằng: Chúa ơi, Chúa thấy không, con thì phục vụ vất vả, trong khi em con á, thì lo cứ ngồi đó nghe lời Chúa không à. Chúa ra lệnh cho em con phục vụ với con. Chúa nói chỉ có một điều cần mà thôi, mà Mary đã chọn cái điều cần đó. Có phải là việc phục vụ Chúa từ chối? Không. Sự phục vụ đúng thời điểm thì đó là điều mà Chúa khen tặng. Nhưng trong lúc Ngài truyền đạt lời của Ngài mà lúc đó lo cứ lay hoay những cái việc phục vụ, thì cái việc phục vụ đó lại là không đúng thời điểm. Và Chúa nói chỉ có một việc cần mà thôi, là tôi tớ của Chúa, là người hầu việc Chúa, chúng ta có làm được nhiều việc khác lắm, nhưng cái việc cần nhất của người hầu việc Chúa là gì ông bà anh chị em? Đó là tập trung vào lời của Chúa Trời. Chúng ta phải có lời Chúa cho dân sự. Chúng ta không phải chỉ có một bài chúng ta giảng mãi từ lúc mà chúng ta bắt đầu chức vụ cho đến bây giờ. Tôi thấy có một người giảng tới giảng luôn hồi cũng là tập lại có một điều. Nhớ là ở dưới Cà Mau có một người chị em, người cô học lời Chúa, tốt nghiệp xong. Một sư Khải mời chia sẻ cô gốc phải không? Chia sẻ hồi cuối cùng cái đừng có uống rượu, đừng có hút thuốc. Cứ như vậy và từ năm này qua năm nọ cứ có một cái bài như vậy mà thôi. Đó không phải là trọng tâm, không phải là trọng tâm của cái bài chia sẻ. Cho nên chúng ta càng ngày phải làm mới luôn, gươm phải liên tục mài để cho nó bén nhọn, để khi anh chị em cần chúng ta có thể rút gươm ra và chúng ta có thể sử dụng cho nhu cầu thuộc linh của chúng ta. Cho nên một cái điều cần đó chính là nghe lời Chúa hay là nghiên cứu lời Chúa. Người đang hầu việc Chúa cũng như người chuẩn bị hầu việc Chúa trong tương lai, hay được gọi là nhân sự nguồn của hội thánh. Chúng ta đang được ở trong cái thời gian để được đào tạo, thì tôi khích lệ tất cả chị em chúng ta cần phải tập chú vào điều mà chúng ta cần được đào tạo đó. Có thể trong lúc đào tạo đó anh chị em bức bối, anh chị em khó chịu lắm, nhưng mà thưa anh chị em, Kinh Thánh nói như vậy nè: khi mà xây dựng đền thờ Jerusalem á, thì người ta ngạc nhiên là không nghe bất cứ một cái tiếng búa đẻo nào cả. Tại sao một cái đền thờ cực kỳ lớn như vậy mà không nghe một cái tiếng búa đẻo nào? Bởi vì người ta đã đục đẻo đá đó ở trong cái hầm, và sau khi đục đẻo nó hoàn tất rồi, người ta chuyển những tảng đá đó ra và chỉ cần đặt lên xây nhà Chúa là nó khít khao lại hết. Có nhiều đời sống hầu việc Chúa tại sao xung đột liên tục với anh em của mình? Bởi vì chưa được mài, chưa được dũa, chưa được đục đẽo một cách cẩn thận, cho nên khi ráp lại là nó có ngạnh, có cạnh, có khóe, phải không ạ? Thì chúng ta xem xét rằng ủa, tại sao chúng ta hầu việc Chúa chúng ta cứ đụng người này đụng người kia, khó chịu người này khó chịu người kia, thì đó là lúc mà chúng ta biết rằng là trong quá trình mà đục đẽo cái tảng đá để xây nhà Chúa ở cái nơi hầm đá đó là nó thiếu, nó chưa được mài dũa nhặn. Cho nên trong lúc mà đào tạo, anh chị em chịu khó một chút, chịu tỉa một chút, chịu sửa một chút. Bởi vì lúc tỉa, lúc sửa, lúc đục, lúc đẽo đó nó hơi đau một chút, nhưng rồi anh chị em sẽ thấy những cái tảng đá được xây nhà Chúa được sắp đặt một cách trật tự và tuyệt vời. Amen. Chúng ta có khao khát được trở thành những viên đá xây nhà của Chúa không? Đó là những viên đá cực đẹp, đến nơi khi ta nhìn vào và thấy wow, đây là những viên đá của Chúa, đây là những viên đá tuyệt vời mà Chúa Ngài tạo dựng này. Một điều thứ ba mà tôi muốn nói với chị em đó là cần biết một điều. Chúng ta biết nhiều điều nhưng có những điều cần biết thì chúng ta là không biết. Người ta nói như thế này là
Có những người thì biết, biết những điều, biết rất rõ những điều không cần biết, nhưng là không biết rõ những điều cần biết. Là người hầu việc Chúa thì có những người như vậy. Họ bước lên một cái bài giảng, đứng lên một bài giảng, họ nói chuyện thời sự từ A đến Z, nhưng mà lời Chúa thì có một chút xíu. Điều này đã từng xảy ra rồi chị em. Những bài giảng đó chúng ta nghe cảm thấy rất mệt. Xin lỗi, nghe thì rất là hay, thích, nhưng mà thực sự nó không có sự sống thuộc linh. Nó cung cấp chúng ta một cái lượng kiến thức, nhưng mà nó chúng không có cung cấp cho chúng ta cái sự sống thuộc linh. Chúng ta sẽ nghe những cái bài giảng đầy những cái thông tin thượng vàng hạ cám, từ bên trong nước lẫn bên ngoài nước, một cách chi tiết, nhưng mà kinh thánh thì có một chút xíu. Điều mà chúng ta cần biết, một điều quan trọng nhất đó là gì? Chúng ta cùng xem ở trong văn đoạn 17 câu số 3. Tức là văn đoạn 17 câu 3 ghi như vậy: và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng Cha sai đến. Cho nên cái điều chúng ta cần tập chú vào đó là nhìn biết Cha. Cái điều này là quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi với bà chị em. Biết Cha thì cũng biết con, và có Cha thì có con, và có con thì có Cha. Và nếu như không có, không biết Cha thì coi như không biết con, và không biết con thì cũng chẳng có biết Cha. Cho nên cái điều này xin Chúa cho chúng ta tập chú vào biết một điều. Một điều nữa, David có xin một cái điều, ông bà chị em nhớ David xin điều gì không ạ? Ở trong sự hiện diện của Chúa. Thi Thiên 27 câu 4 nói như vậy: tôi xin Đức Chúa Ba một điều. Là gì? Ở trong nhà của Chúa. Ông ước ao được ở trong nhà của Chúa. David thì ở trong nhà của Chúa trong thời cựu ước, tức là ở trong cái nơi mà làm đền thờ của Chúa. Chúng ta ngày hôm nay ở trong nhà của Chúa, đó là chúng ta được gắn bó ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì hội thánh của Đức Chúa Trời đó chính là nhà của Đức Chúa Trời, trụ và nền của lẽ thật. Timothy nhất đoạn 3 câu 15. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một cái điều cái người giàu không có. Chúng ta cần một cái điều mà Chúa nói với lại mà thề. Và chúng ta biết một cái điều, và Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện là nhìn biết Cha, Đức Chúa Trời có một và thật. Mà chúng ta cũng xin một điều, đó là con luôn ở trong nhà của Chúa. Bây giờ sứ đồ Phaolô thì ông xin cái gì? Xin là ông nói, ông tuyên bố gì? Tôi cứ làm một điều. Cái điều sứ đồ Phaolô đó là ông quên lửng sự đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, và nhắm tới mục đích. Trong cái câu này nó nói đến ba cái thì: thứ nhất là thì quá khứ, thứ hai là hiện tại, và thứ ba là tương lai. Cái quá khứ đó là ông quên. Tôi quên lửng mọi sự đằng sau. Quá khứ của Phaolô có quá khứ vinh quang, nhưng cũng có quá khứ điều tàn, phải không? Anh chị em có quá khứ vinh quang không? Tôi nhớ cách đây khoảng 20 năm tôi có làm việc chung với một người anh em. Anh này trước đây là lính dù. Và khi ông khi hòa bình lập lại thì ông không được cấp cái chứng minh nhân dân, rồi cũng như không có hộ khẩu. Và thế là ông và vợ ông cũng như tất cả con cái của ông không có ai có chứng minh nhân dân, không có hộ khẩu. Và khi mà ông còn là một cái đời sống cũ đó, ăn nhậu, và ông bị bắt qua ngoài xã. Và với cái tướng phi công, xin lỗi, cái tướng của cái lính dù đó, to lắm, cao lắm. Cho nên khi bắt vào trong xã, ông xin xị thiển, ông đánh luôn cả những người cán bộ. Thậm chí là cái cửa mà ông bước vào trong hỏi cung đó, ông đạp gãy cái cửa luôn. Cho đến khi năm ông âm tin Chúa, và năm tôi gặp ông để cùng các thập hầu về Chúa, thì được 4 năm sau khi âm tin Chúa, đời sống ông thay đổi. Và khi ông nhà ông trở thành một người hầu, trở thành một cái nơi nhóm lại thờ phượng Chúa, thì lúc đó lại bị bắt bớ. Thế là mời ông và tôi cùng nhiều người ra ngoài chỗ xã đó để họ hỏi cung. Thì tình cờ hay là ngẫu nhiên hay gì không biết ha,
thì người ta lại đưa ông vào ngay cái cửa, cái phòng mà ngày xưa ông đã từng bị bắt lúc ông xỉn. Và cái cánh cửa mà ông đạp gãy cánh cửa đó, bây giờ cánh cửa đó vẫn còn nằm đó, tức là chưa có làm lại cánh cửa, 4 năm rồi không làm lại cánh cửa. Và khi hỏi cung thì thế này để kia đủ thứ, ông mới nói rằng bây giờ tôi là người thay đổi, tôi là người tin Chúa, tôi được thay đổi, tôi từ bỏ ăn nhậu này kia đủ thứ hết. Họ cứ gây khó dễ cho ông. Và ông nói bây giờ các ông muốn tôi trở thành con người cũ không? Ý sợ trở lại con người cũ không? Đây là cái cánh cửa mà tôi, đây là cánh cửa này. Ngày xưa là tôi là con người cũ mà cánh cửa này tôi đặt một cái nó gãy luôn cho tới bây giờ. Thì muốn tôi trở lại con người cũ không? Và sau đó thì mọi việc cũng xong, lập biên bản xong. Lúc đó thì rất là khó để nhóm lại thờ phượng Chúa Tư Già. Và ông cứ lấy cái câu chuyện đó, ông cứ làm chứng. Ông đi tới đâu ông cũng nói, muốn tôi trở lại con người cũ không? Muốn tôi trở lại con người cũ không? Khi nói chuyện với vợ ông mà vợ ông có gì đó thì ông nói, bà muốn tôi trở lại con người cũ không? Ăn để bà ngồi đó bà ăn cơm chan nước mắt không? Thậm chí ăn cơm trộn cát nữa. Đang lúc ăn cơm vậy đó, ông xỉn ông hất cái bàn cơm cái là bắt bà ngồi đó múc cơm trộn cát ăn. Tại vì cơm nó rớt dưới đinh nền đất. Ông cứ hãnh diện rằng muốn tôi trở lại con người cũ không? Muốn tôi trở lại con người cũ không? Anh chị em biết cuối cùng điều gì xảy ra không? Ông trở lại con người cũ thật. Và ông đã, thay vì ông hầu việc Chúa thì ông lại chết ở trên bàn nhậu. Chết trên bàn nhậu. Chúng ta hãnh diện điều khi chúng ta hãnh diện cái quá khứ của mình. Có những cái quá khứ huy hoàng nhưng mà cũng có quá khứ điêu tàn. Cái con người cũ chúng ta thường hãnh diện lắm. Và đây là một điều ma quỷ rất thích. Bởi vì khi mà anh chị em trở thành người mới thì không bao giờ ma quỷ thích để anh chị em trở thành người mới đâu. Bởi vì trở thành người mới thì nó sẽ mất anh chị em. Cho nên nó muốn chị em gì? Con người cũ của tôi như vậy nè. Phao-lô vẫn có nói về con người cũ. Ông nói ông khoe là khoe cái gì? Khoe cái yếu đuối của tôi. Nhưng mà ông khoe để có một cái sự so sánh rằng bây giờ tôi trở nên con người mới và Đấng Christ được cả sáng trong mình của tôi. Amen. Chứ không phải là ông khoe để rồi khoe cái thành tích cũ của mình, hãnh diện cái thành tích cũ của mình. Điều đó Chúa không muốn chúng ta. Cho nên Phao-lô nói gì? Tôi quên quá khứ của Phao-lô. Và ông nói như vậy: trong tất cả mọi kẻ có tội thì tôi là đầu. Nói về lòng sốt sắng thì tôi là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn nhưng về sự công bình của luật pháp thì tôi không chỗ trách được. Như vậy có cả quá khứ huy hoàng và cũng có quá khứ điêu tàn của ông. Nhưng ông nói như thế này: bây giờ tôi quên. Quên đây không có thể quên được đâu. Trong cuộc đời chúng ta có những điều xảy ra, chúng ta có quên được không? Có quên được không anh chị em? Không. Những cái điều nó xảy ra trong cuộc đời chúng ta, có những cái vết hằn ở trong cuộc đời chúng ta, nó có hết, chúng ta vẫn nhớ hết. Có những người thì cứ nhớ cái quá khứ của mình, cái quá khứ thất bại, và gặm nhấm cái thất bại đó và không tin vào trong quyền năng của Chúa có quyền thay đổi. Và họ cứ gặm nhấm cái thất bại đó, và họ ủ rũ cái điều đó. Đó là điều Chúa cũng không đẹp lòng. Khi chúng ta tập trú vào sự thất bại của chúng ta trong quá khứ mãi thì chúng ta không thể nào có thể có sức mạnh để bước đến trong tương lai. Quá khứ của chúng ta đôi khi là chúng ta thất bại trong tình cảm, đôi khi chúng ta thất bại ở trong đường đời, đôi khi chúng ta thất bại ở trong hôn nhân gia đình. Nhưng mà đó là quá khứ. Khi quên chúng ta quên không? Không quên được. Nhưng anh chị em ơi, hãy trình bày Chúa Giêsu để thấy rằng tình yêu của Chúa đủ để chữa lành quá khứ của anh chị em. Tình yêu của Chúa đủ để tha thứ cho những lỗi lầm của anh chị em.
Và anh chị em sẽ từ bỏ những cái quá khứ đó để bước vào trong tương lai, để chúng ta có thể nhắm mục đích mà chạy để vực dậy về sự kêu gọi trên trời. Trong một lần trở về gặp anh của mình, Gia-ốp đã gặp Đức Chúa Trời và vật lộn với thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Và ông ôm chân của thiên sứ, nói rằng là nếu không ban phước cho tôi không buông ngài ra. Và cuối cùng thì thiên sứ đã làm gì? Đánh ông một cái và chặt cái xương hông. Và Kinh Thánh ghi lại là Gia-ốp đi quẹo, phải không ạ? Bởi cái xương hông bị chặt rồi, cho nên ông đi quẹo. Cái quá khứ của ông là xương hông ông bị chặt, nó là một cái dấu ấn trong cuộc đời của ông. Bởi vì cái tính dối gian của ông, cái từ lừa gạt của ông, và Chúa đánh gãy cái xương hông đó. Anh chị em thấy cái vết tích nó vẫn còn. Kinh Thánh nói gì? Sau đó dân sinh không có ăn cái con vật mà cái chỗ cái bắp vế, bởi vì ông Gia-cốp bị đánh gãy xương hông. Cái vết gãy của Gia-cốp có hết không? Nó vẫn còn cái vết đó. Ông vẫn đi được, nhưng ông đi khập khiễng. Nhưng dẫu vậy, Đức Chúa Trời đã chọn Gia-cốp để ngài ban cho qua Gia-cốp có 12 chi phái của Israel. Nếu chúng ta cứ gặm nhắm quá khứ, chúng ta không thể nào nhìn một mục đích của Chúa để có thể vươn tới cho mục đích của Chúa cho chúng ta. Ôi, tôi thất bại rồi, tôi là cái thằng lừa đảo, tôi là thằng gian dối. Nhưng mà Chúa nói cái gì? Bây giờ ta đặt con là Israel, ta không còn đặt con không còn là Gia-cốp nữa. Nhưng ta cứ nghĩ mãi là không được. Không, con là phải là Gia-cốp. Con phải là Gia-cốp, cuộc đời con xấu lắm. Chúa nói không, bây giờ ta đặt con là Israel, là con trai của Đức Chúa Trời, hay là người cai trị như Đức Chúa Trời. Ông bà chị em có đồng ý với Chúa cách mà Chúa nói với chúng ta như thế nào không? Hay là chúng ta chỉ muốn nói là gì? Con khoe về yêu đuối của con, ngày xưa con như vậy và con vẫn mãi là như vậy. Chúa muốn anh chị em có một cái điều cao hơn cái điều mà anh chị em đã từng. Và Chúa muốn toàn bà chị em quên đi quá khứ huy hoàng, cũng như quên đi quá khứ điều tàn kia. Dầu cho cái vết tích nó vẫn còn, nhưng mà Chúa có thể chọn anh chị em và trở thành những người lãnh đạo của 12 chi phái thì sao? Đó là cách của Đức Chúa Trời. Amen. Đừng gặm nhắm cái quá khứ của mình nữa, nhưng hãy bắt đầu rời khỏi nó và nhắm vào mục đích chính là Chúa ngài sẵn sàng cho tôi và bà chị em để bước theo. Cho nên xin Chúa cho chúng ta vừa quên đi cái quá khứ. Và cái từ bươn tới trong cái nghĩa nói về cái thì hiện tại. Cái từ bươn nói về một cái sức gọi là rướng hay là nỗ lực nữa, nó có kèm cái nỗ lực theo nữa. Có nhiều người hầu việc Chúa rất là thụ động. À, Chúa tha cho tôi cũng được, mà Chúa không tha cũng được. Chúa dùng tôi cũng được, mà Chúa không dùng tôi cũng được. Cái đó là hầu việc Chúa dạng là thụ động. Và đối với cái người mà thụ động như vậy, không có một cái chí hướng để vươn lên, thì Chúa không có dùng người đó được. Ở đây chúng ta thấy Sư Phô Lô nói gì? Tôi quên sự đằng sau và tôi làm gì? Tôi bươn tới sự đằng trước. Nếu nói về đi về nhà của Chúa thì ở trong Thi Thiên 84 ghi lại là gì? Họ đi tới thì sức lực lần lần thêm. Nếu họ không đi thì sức lực không thêm lên. Cho nên trong việc đắc thắng đời sống cũ, cũng như là chúng ta bước trong mục đích của Chúa, thì đòi hỏi có một sự kết hợp của sức của chúng ta. Chúa không làm tất cả bằng sức của Ngài. Tại sao? Chúng ta còn nhớ Sứ đồ Phaolô, ông cầu xin Chúa ba điều. Xin lỗi, xin Chúa ba lần. Xin Chúa cất cái dầm sóc khỏi ông. Cái Thánh ghi lại là gì? Ba lần Chúa điều trả lời là gì? Không, không, không. Tại sao ông cầu nguyện? Ông rất là quyền năng, ông cầu nguyện rất là hiệu quả. Nhưng mà khi ông cầu nguyện xin Chúa cất cái dầm sóc khỏi ông, Chúa nói không, không, không. Ân điển của ta đủ cho con rồi. Sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự đuối của con. Cái điều mà chính sứ đồ Phaolô phải đối diện, đó là cái dầm sóc. Và chính ông phải cậy vào trong ân điển của Đức Trời để ông có sức mạnh ông bước tới. Nói một cách khác, cần có một phần sức lực của tôi và quý ông bà chị em. Chúa cho tôi ông bà chị em được cộng tác vào để hoàn thành công việc của Ngài trên cuộc đời và sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta. Phaolô nói rằng anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cài, là nhà của Đức Chúa Trời xây, còn tôi như là một tài thợ gì? Thợ khéo để có thể xây trên nhà đó.
Cho nên xin Chúa cho tôi và anh chị em thấy được rằng chúng ta cần quên quá khứ, nhưng trong hiện tại chúng ta cần phải bươn tới. Nếu không có sự cố gắng của anh chị em, không có cái sự đồng ý gọi là đồng lòng của chị em với Chúa, thì anh chị em vẫn cứ ở mãi một cái chỗ đó, chúng ta không vươn ra được. Có những người được ở trong cái chức vụ rồi thì họ cứ ở mà gọi là họ được cái chức vụ thôi, người ta gọi mình là thầy, nhưng mà không có những cái biến chuyển để bày tỏ một cái đời sống của một người thầy. Đó chính là gì? Người đó không có một cái sự bươn tới. Kinh Thánh muốn chúng ta phải bươn tới sự ở đằng trước. Amen. Điều thứ ba là nhắm mục đích mà chạy. Mục đích là tương lai. Cái tương lai của chúng ta là gì? Ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng là tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Christ. Cái điều quan trọng mà sứ đồ Phaolô tập chú vào đó là ông giật được giải. Khi nào mới giật được giải? Khi kết thúc chặng đua, phải không ạ? Cho nên ở trong Timôthê nhì chương 4 thì ông nói với mày, ta đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã dành cho ta, Chúa là quan án công bình, Ngài sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Có một cái mão, một có một cái vương miện mà sứ đồ Phaolô vươn tới. Ông nhiều người trong nhìn thấy cái cuộc đời của ông và tưởng dường như ông đã được giải rồi. Nhưng ông nói như thế nào ở trong Philip đoạn 3 câu 13 đó? Hỏi anh em về phần tôi không tưởng đã đạt được đến mục đích. Tức là ông chưa. Tôi và chị em đang trên con đường để chúng ta đi về đích, phải không ạ? Có những người về đích rất sớm, nhưng có những người về đích rất muộn. Trong các môn đồ của Chúa cũng vậy. Gia-cơ bị chém đầu về đích rất sớm. Chấp sự của Chúa có trong đó có Philip, có Ê-tiên, nhưng mà Ê-tiên được về đích rất sớm. Nhưng có những người về đích muộn hơn. Sớm hay muộn thì đều phải hoàn thành được mục tiêu mà Chúa đã bày ra cho chúng ta. Bởi vì tôi mà chị em đều có một cái chặng đường, một cái chặng đua, một cái link để tôi và chị em có thể đua. Tôi đua, các mục sư cũng đua, anh chị em cũng đua, và tất cả chúng ta đều có thể giật được giải và chúng ta có thể có một vương miện. Có một điều đặc biệt ở trong đường đua của thế gian á, là chỉ có một giải nhất thôi. Nhưng mà đường đua của Chúa thì sao ạ? Nhiều giải lắm. Và chúng ta làm sao để có thể giật được giải? Muốn giật được giải thì phải quên lẫn sự đằng sau. Đừng có trở lại để phân bua những cái điều trong quá khứ anh chị em. Chúng ta không trở lại trong quá khứ để mà sửa lại được đâu. Vì quá khứ nó là quá khứ. Nhưng hãy cảm ơn Chúa, bởi vì trong quá khứ có Chúa ở đó. Cái quan trọng là con cảm ơn Ngài vì Ngài yêu con, Ngài cứu con, để rồi bây giờ con như thế nào đối với tình yêu của Ngài, nó quan trọng hơn là trở lại trong quá khứ để sửa nó. Vì chúng ta không thể nào trở lại trong quá khứ để sửa nó được. Nhưng mà cái cuộc sống hiện tại của tôi, bà chị em, chúng ta bắt đầu làm công việc của Chúa, người ta sẽ thấy được những cái việc lành của chúng ta để ngợi khen Cha chúng ta trên trời. Sự cứu rỗi thì giống nhau, nhưng mà phần thưởng thì khác nhau. Sứ đồ Phaolô nói gì? Tôi quên lẫn tiền sao, tôi bươn theo sự lần trước, tôi nhắm mục đích mà chạy. Vậy thì tôi và chị em có mục đích trong cuộc sống không? Bao nhiêu người tin rằng chúng ta có mục đích? Mà chị em biết tại sao người ta tự tử không? Vì không có mục đích sống. Không có mục đích sống cho nên là người ta tự tử. Người ta buông bỏ. Ồ, chán quá. Cái điều ngạc nhiên là ở tại Hàn Quốc, những nghệ sĩ nổi tiếng, giàu có, và cuối cùng là kết thúc của họ là gì? Thắt cổ tự tử. Sống trong nhung lụa, nhưng họ không có mục đích sống. Trong khi có những người khao khát mong được sống thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa. Vì cái cuộc sống của họ, họ thấy có ý nghĩa.
Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi về với Đấng Christ thì sung sướng, nhưng tôi ở lại là có giá trị hay là có ích lợi cho anh chị em. Nói một cách khác, giống như Phaolô, nếu ở lại mà gây cái sự tổn hại cho thân thể của Chúa, ở lại mà gây cái sự tổn hại cho chính mình thì ở lại không có giá trị. Nhưng sứ đồ Phaolô nói tôi ở lại là có ích lợi cho anh em, nhưng tôi về là ở với Đấng Christ là sung sướng nhất. Trong những ngày qua chúng ta thấy có nhiều người được Chúa đem về, họ hoàn thành mục tiêu, họ hoàn thành mục đích, có người sớm, có người trễ. Mẹ của một sư tài 82 tuổi cũng kết thúc chặng đua của mình. Dù cho tất cả trong gia đình khao khát muốn mẹ sống thêm nữa, nhưng mà bà dừng lại ở tuổi 82. Cái điều tôi được khích lệ đó là bà nằm trong bệnh viện đó, mũi thì để cái ống tiếp hơi thở, mà cái miệng thì cầu nguyện và đọc kinh thánh. Amen. Lạ lùng chưa anh chị em? Con gái của bà quay lại cầu nguyện. Rồi ai mà đem tới mà dâng hiến cho tiền bà đó, bà dặn con lấy nha, con trích ra nha, dân phần 10. Nằm trong bệnh viện vẫn nhớ nhắc con cái đi thờ phượng Chúa đi con. Và bà đã kết thúc chặng đua. Bà ước ao rằng các con của bà tin Chúa, tất cả con cái dâu rể tin nhận Chúa. Thì tôi nhớ cách đây khoảng 2 năm khi mà căn nhà của bà được làm nên, thì ngày mà lễ cảm tạ đó là con gái thứ 3 của bà đã tiếp nhận Chúa. Dù cô tiếp nhận Chúa, cô chưa có được học lời Chúa, chưa được đổi mới, nhưng mà cô cũng đã tiếp nhận Chúa. Đó là điều cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa cho tôi và anh chị em được từ bỏ hay là quên đi những quá khứ, bươn tới sự đằng trước để nhắm mục đích mà chạy. Và mỗi một người trong chúng ta đều có cái mục đích của chính mình. Về công việc, cuộc sống, chúng ta đều có mục đích. Chúng ta ở đâu, chúng ta làm gì, chúng ta ước ao điều gì thì chúng ta đều có mục đích. Nhưng mà đối với Phaolô thì cái mục đích của Phaolô khác. Ở đây ông nói gì? Cái mục đích của ông để giật giải về sự kêu gọi ở trên trời. Như vậy có sự kêu gọi dưới đất không ạ? Có. Nhưng sư đồ Phaolô nói gì? Tôi giật giải hay là tôi tập chú vào cái sự kêu gọi trên trời. Khi chúng ta tập chú vào sự kêu gọi trên trời đó, thì chúng ta không có hơn thua ở dưới đất. Một ngày kia, người chăn chiên của Lót và Abraham tranh giành nhau. Và Abraham kêu Lót ra: cháu à, ta với cháu là tình cốt nhục. Trong nguyên nghĩa từ cốt nhục đó là gọi là bà con hay là tình anh em, nó cùng huyết thống. Cho nên bây giờ chúng ta đừng tranh giành nữa. Nếu cháu lấy bên tả, tao qua bên hữu. Nếu cháu lấy bên hữu, tao qua bên tả. Chúng ta đừng tranh giành nữa. Bởi vì Abraham không phải được kêu gọi ở dưới đất, nhưng ông được kêu gọi đến một cái vương hương tốt hơn khi ông đặt đầu phục để bước theo cái sự dẫn dắt của Chúa. Cho nên ông tin tưởng hoàn toàn vào trong kế hoạch của Đức Chúa Trời và trong sự an bài của chính Ngài. Cho nên ông không còn tranh giành ở dưới đất nữa. Anh chị em nghĩ người hầu việc Chúa có tranh giành không ạ? Tranh giành cái gì ạ? Chiên. Tại sao tranh giành là chiên ạ? Rồi tranh giành gì nữa? Chiên lông nhiều, chiên lông ít phải không? Chúng ta hầu việc cho một cái hội thánh nhỏ thì chúng ta giống như mình được gọi là tôi xin lỗi nha, thập niên 80 đó. Ai mà có được một chiếc cúp là có một tài sản. Đừng nói chiếc cúp, có cái đồng hồ Senko 5 thôi là cả một gia tài. Cuối thập niên 90, ai có cái điện thoại cùi bắp là cả một gia tài. Nhưng bây giờ thì sao ạ? Không ai tin nổi bây giờ một người có 2-3 cái điện thoại phải không? Một người có 2-3 cái laptop, làm đủ thứ chuyện hết. Chúng ta có
rất là dễ để có thể, kể cả như tháng này còn mua cái điện thoại tỉnh queo, hồi trước là không thể mua được, bây giờ anh tâm tiền ra mua cái điện thoại rất là dễ dàng. Nếu chúng ta có một cái mục đích ở trên cao, sẽ kêu gọi trên cao, thì những gì ở dưới đất này chúng ta không điên đảo để được nó. Có những người họ điên đảo vì có, vì một chút gì đó mất cái sự ảnh hưởng hay là một cái quyền lợi nào đó họ trở nên điên đảo. Nhưng là một người được kêu gọi hay là tập trú vào sự kêu gọi trên cao thì chúng ta sẽ có mục đích khác hơn. Nên sứ đồ Phaolô ông tập trú vào sự kêu gọi ở trên cao. Và tôi nói mà chị em là chúng ta vẫn đang ở dưới đất, nhưng toàn mà chị em có một sự kêu gọi cao hơn. Amen chị em ạ. Chúng ta có một sự kêu gọi cao hơn. Chúng ta có mục đích cao hơn. Chúng ta có giải thưởng cao hơn. Thì chúng ta cần phải thay đổi cái sự tìm kiếm và tìm kiếm những giá trị cao hơn. Còn nếu chúng ta chưa tập trú vào cái sự kêu gọi ở trên cao thì tôi và chị em sẽ mãi có những cái sự xung đột và sự tranh giành hơn thua, đôi khi chỉ cần chỉ vì một lời nói, một ánh nhìn và chúng ta từ mặt nhau rất là dễ dàng. Và cái điều đó đã xảy ra trong hội thánh của Chúa, xảy ra trong những chức vụ của những người hầu về Chúa cùng với chúng ta trước đây. Họ dễ dàng họ bỏ cuộc, họ dễ dàng họ bị xung đột, dễ dàng từ mặt nhau và bắt đầu họ nói xấu nhau. Tối hôm qua khi tôi nghiên cứu lời Chúa thì Chúa nhắc tôi điều này ở trong văn nhất đoạn 2. Tôi xin đọc để ông bà chị em thấy được rằng tôi ông bà chị em đang tìm kiếm điều gì. Tôi xin đọc từ câu số 3. Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Câu 7. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ. Anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu điều răn cũ này, tức là lời anh em đã nghe. Câu số 8. Nhưng ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Có nghĩa là một người đã tiếp nhận được sự sáng thật của Chúa rồi thì sự tối tăm kia nó tan rồi. Câu 9. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Tôi từng nghe những người hầu về Chúa, tôi ghét cái cha đó lắm, tôi ghét cái cô đó lắm, tôi không bao giờ đội trời chung với người đó. Có người đó là không có tôi, dù người đó vẫn đang gọi là hầu về Chúa. Nhưng mà ở đây nói sao? Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì không ở trong sự sáng. Sự tối tăm đầy dẫy trong lòng người đó. Câu 10. Ai mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Họ sẵn sàng có thể nhường nhịn, chịu thiệt để anh em mình được. Câu 11. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Cái cơn giận, cái sự ghen ghét nó che đi sự sáng của Chúa. Dù Chúa đang rất muốn chiếu sáng trong cuộc đời của tôi, quý bà chị em. Cảm ơn Chúa, chủ đề trong Giáng sinh năm nay của Hội Thánh đó là sự sáng thật. Tôi cảm ơn Chúa vì cớ các tôi tớ Chúa, tôi nghe những bài giảng khi anh em live stream, tôi nghe lại những bài giảng, tôi thấy được rằng ơn của Chúa ở trên đời sống của các mục sư để giảng những bài giảng thật có sức mạnh, có quyền năng và có sự biến đổi. Cảm ơn Đức Chúa về điều đó anh chị em. Hallelujah. Cho nên chúng ta có một sự kêu gọi cao hơn. Anh chị em nói với người bên cạnh đi, tôi và anh chị em có sự kêu gọi cao hơn. Amen. Có sự kêu gọi cao hơn. Rồi chúng ta có mục đích cao hơn. Mục đích của chúng ta không phải là ở dưới đất này. Dưới đất là phương tiện, nhưng mà dứt giải trên trời mới là cuối cùng.
những cái gì mà người ta khen tặng, những cái gì mà chúng ta được cái tiền bạc để chúng ta có thể làm công việc Chúa, đó là phương tiện anh chị em, đó là phương tiện. À, có một cái sự việc cũng rất là vui. À, tháng trước tôi giảng bên quận này, thì tôi gặp bà cụ hai, bà năm nay hơn 90 rồi. Bà với ông thì coi như là giống như là gọi là gần đất xa trời. Nhưng có một điều bà sợ mà nó biết, thế chừng mà bà mất đó, không biết rồi ai làm đám tang cho bà. Bà sợ như vậy đó, không biết ai làm đám tang cho bà. Rồi bà mất rồi không biết rằng là cái hội thánh này có còn hay không nữa, là tại vì hội thánh là nơi cái nhà của bà ở, để khi là sẽ chia cho con cái. Nhưng mà khi tôi gặp bà và tôi nói chuyện với bà xong thì bà nói: "Bác ơi, mà bác đừng có lo. Nếu bây giờ là có những cái nghĩa trang rất là đẹp, sang trọng lắm. Nếu mà bác có mất là sẽ có cái đội ngũ của những người mai táng của Tin Lành đó, làm từ A đến Z hết, đẹp lắm." Bà nói: "Ừ, vậy bà an tâm rồi." Tôi nói: "Nếu mà Chúa cho tôi còn sống á thì tôi sẽ lo cho lễ tang cho bà đừng có lo. Còn nếu tôi không lo cho bà được, thì các mục sư cũng sẽ lo cho bà đừng có lo." Thế là bà nói: "Ừ, thôi vậy tôi an tâm rồi." Có những cái điều mà lo mà mất cười lắm, tức là bà sợ rằng là không biết rồi sẽ đi như thế nào. Và bà nói là mai mốt có chôn thì cho chôn trùng gần với ổng cho nó vui. Chúng ta có những cái mục đích cao hơn, và chúng ta cũng biết rằng cuộc đời của tôi, bà chị em đã có mục đích cao hơn thì giá trị, chúng ta làm sao cho nó tương đồng với cái giá trị của sự kêu gọi đó. Anh chị em có tin mình là một người cao trọng không ạ? Khi các môn đồ đầu tiên được đầy dẫy Thánh Linh, họ nói tiếng lạ, mà người ta nói mấy cái người này say rượu. Phi-e-rơ đứng lên mà nói là không. Ở trong Công vụ đoạn 2 câu 11, đây mới là giờ thứ 3 ban ngày cho nên không có say. Nhưng những người này đang nói những lời cao trọng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có một mục đích, chúng ta biết được sự kêu gọi cao hơn, thì cái lời nói của chúng ta nó phải nói ra trong sự tương đồng với cái mục đích của sự kêu gọi của Chúa. Ở trong Ê-sai 32 câu 8 nói rằng người cao sang thì làm gì? Chúng ta mở ra xem lời Chúa nói ở đây rất là hay, câu kinh thánh này hay. Nhưng người cao sang chỉ lập những mưu cao sang và hằng làm sự cao sang. Người cao sang thì lập mưu cao sang và làm sự cao sang. Khi tôi biết tôi và anh chị em được gọi, và mục đích của sự kêu gọi chúng ta dứt giải về sự kêu gọi trên trời cao hơn, thì lời nói và hành động của chúng ta cũng tương ứng với sự kêu gọi và sự trả giá của Chúa cho chúng ta. Amen chị em. Nên là chúng ta sẽ không có phải hơn thua với những điều thấp hèn nữa. Tôi có một cái câu chuyện mà tôi từng nghe kể. Con sư tử mẹ với sư tử con đi ngang qua, gặp con chó và nó cứ sủa. Con sư tử con quay trở lại sủa lại con chó, ngâu lại với con chó. Nhưng mà cha con sư tử mẹ, sư tử cha chẳng có quan tâm, cứ đi. Con sư tử con tức quá: "Cha ơi, tại sao mà nó sủa mình như vậy mà mình lại chắc không sủa nó lại?" Để dùng cái từ sủa để cho nó tương đồng. Sư tử cha nói là không cần đâu con, nó chỉ là con chó thôi mà, cần đâu con phải sủa lại nó làm chi, nó không làm gì hại con được hết, mà chỉ cần ngầu con cái là xong. Phaolô nói như vậy. Chúng ta có nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, cho nên hãy quăng hết những gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương để theo đòi cuộc chạy đua của đã bày ra cho chúng ta. Tại sao cũng có những anh chị em cai nghiện nhưng mà thành công, nhưng có những chị em cai nghiện lại không thành công? Bởi vì họ coi những cái điều của họ trong quá khứ đó là bạn của họ, cho nên họ không thể nào thắng được.
vì họ không nhìn thấy được cái giá trị cao hơn. Giá trị cao hơn khi anh em đứng lên để ca ngợi Chúa, đứng lên để giảng dạy lời Chúa, đứng lên để có thể giúp đỡ cho một ai đó được thay đổi, thì giá trị cho em sẽ được nhân lên. Amen. Cái giá trị đó là Chúa Ngài gọi và Ngài ban cho em. Không chỉ Ngài gọi thôi, nhưng mà Ngài thay đổi phẩm hạnh của chị em để tương đồng với sự kêu gọi của Ngài thông qua huyết của Ngài đã đổ cho chúng ta. Khi chúng ta biết trân trọng giá trị của sự cứu chuộc đó bởi huyết của Đấng Christ, anh chị em sẽ đắc thắng. Kể cả sự khiển trách của người lãnh đạo cũng không quan trọng cho bằng cái điều mục tiêu cao của chúng ta. Và hãy cảm ơn những cái lời quở trách đó, về sự sửa phạt đó, để chúng ta sẽ đạt đến cái giá trị cao hơn mà Chúa gọi chúng ta. Và hãy nhớ rằng chúng ta có một cái giải thưởng cao hơn, và Chúa sẽ ban cho tôi quý bà chị em. Như vậy chúng ta có sự kêu gọi cho cao hơn, mục đích cao hơn, giải thưởng cao hơn. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? Về phương diện tìm kiếm, trong Côlôse đoạn 1 câu 3, xin lỗi, đoạn 3 câu 1 ghi như vậy: Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Như vậy một người biết mình được kêu gọi ở trên cao, mục đích ở cao hơn, giải thưởng cao hơn, thì người đó sẽ tìm kiếm giá trị ở trên cao. Giá trị đó ở đâu có? Đó là nơi Đấng Christ thì mới có. Chỉ có trong Đấng Christ, vì Đấng Christ, thuộc về Đấng Christ thì mới có giá trị cao. Ngoài Đấng Christ, Chúa Giêsu nói sao? Ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Điều kế tiếp cho cái mục đích cao hơn, kêu gọi cao hơn, giải thưởng cao hơn, đó là ham mến những điều cao hơn. Cũng trong đoạn 3 câu 2: Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Một người khi biết được cái giá trị cao của mình được gọi, và cái giá mình được trả cho mục đích cái đời sống của mình đó, như ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19 và câu 20: Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Thánh Linh ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Như vậy thì ở đây nó là gì? Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất. Ở đây làm sao chúng ta biết sự trên trời là cái gì mà chúng ta ham mến? Thông qua lời Chúa chúng ta biết được giá trị của trên trời. Amen. Chúa Giêsu nói, nhưng chúng ta phải tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm chúng ta tất cả những điều khác nữa. 2021 đầy dẫy những sóng gió có thể phía trước, bởi vì một năm 2020 đã tới bờ rồi. Năm 2021 chúng ta chưa biết nó sẽ làm sao. Nhưng mà anh chị em, nếu chúng ta không tập chú vào sự kêu gọi của Chúa cho mình, anh chị em sẽ hoang mang và có thể bỏ cuộc. Nhưng xin Chúa cho con bà chị em nói như Phao-lô rằng: Tôi quên lẫn sự đằng sau, tôi bươn theo sự đằng trước, để tôi dứt dãi về sự kêu gọi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa cho tôi và anh chị em là những người đã được gọi, tiếp tục cái sự kêu gọi đó, tiếp tục tìm kiếm những giá trị trên cao và ham mến những cái điều ở trên cao, tiếp tục trao dồi đời sống của chúng ta để bén nhọn trong gươm của Đức Chúa Trời, cũng như là phẩm hạnh giống Đấng Christ. Những anh chị em còn đang bước vào trong cái sự kêu gọi, bước vào trong, đang ở trong cái giai đoạn huấn luyện, hãy tiếp tục cậy ân điển của Chúa để duy trì cái sự huấn luyện đó, khao khát bươn tới, để rồi Chúa cũng sẽ ban tặng cho anh chị em những cái giá trị, vì cớ rằng Ngài đã cứu chuộc anh em bằng một giá cao, cho nên chính anh em là những người thuộc về người của vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là những người thuộc cái vương quốc này, nhưng chúng ta thuộc vương quốc đời đời, đó là vương quốc ở trên cao. Xin ban phước để rồi 2021 sẽ là năm mà tôi và anh chị em tiếp tục nhắm mục đích mà chạy để vượt dậy về sự gọi trên trời. Amen. Một lần nữa chúng ta hãy nói với người bên cạnh rằng: Cảm ơn Chúa vì anh được gọi, cô được gọi, thầy được gọi, mục sư được gọi. Hãy tiếp tục theo đuổi mục đích của sự kêu gọi đó. Amen. Hallelujah. Đừng quan tâm những gì nặng nề người khác nói với chúng ta, nhưng hãy quan tâm những gì Chúa Ngài muốn ban tặng cho chúng ta. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn bà chị em.